Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về các điểm sai khi làm một bệnh án ngoại khoa. Thì bệnh án ngoại khoa gồm có hai mẫu là tiền phẫu và hậu phẫu. Đối với một bệnh án hậu phẫu thì nghĩa là bệnh nhân đã mổ rồi, thì mình khám từ lúc mà bệnh nhân nhập viện cho tới hậu phẫu. Đối với một bệnh án hậu phẫu thì cái cận lâm sàng mình còn phải viết ngắn gọn để chỉ chọn những cái cận lâm sàng có cái giá trị hỗ trợ cho cái chẩn đoán đó, và viết tối đa không quá là 3 trang giấy A4. Về điều quan trọng nhất là phần biện luận. Biện luận nghĩa là mình chọn cái option đó nó là đúng hay là sai. Ví dụ như sỏi thận. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân bị sỏi thận có kích thước là 10x12mm, có độ hao fill là 900. Và đó là một bệnh nhân nam 45 tuổi có cân nặng là 70kg và một chiều cao 1m65. Thì một bác sĩ sẽ chọn phương pháp là Laparo. Thì mình phải lý luận tại sao lại chọn phương pháp này mà không cái chọn là phương pháp là ESL hoặc là laser. Có thể là dựa vào điều kiện kinh tế bệnh nhân, hoặc là vào cái tình trạng bệnh và cái điều kiện gây mê. Về cái thứ ba là nói về phần tiền sử. Thì tiền sử nghĩa là lúc mà ví dụ như một bệnh nhân khởi phát bệnh đã 6 tháng nay và với sỏi thận hai bên, thì đã điều trị cái sỏi thận bên trái rồi, thì lần hôm nay được vào viện với lý do là để mổ cái sỏi thận bên phải, đó là phần tiền sử. Còn khác nhau ở phần bệnh sử là mà một cái bệnh nhân với một cái bệnh lý mà nó tái đi tái lại nhiều lần và điều trị không hết, thì đó là phần bệnh sử. Và cái cuối cùng là mình phải trả lời được ba cái vấn đề về cận lâm sàng. Thứ nhất là mình phải đọc được cái công thức máu. Công thức máu thì mình phải hiểu được, chú ý về hepcidin. Hepcidin là gì? Nó là một cái protein mà nó xuất hiện khi mà tình trạng viêm nhiễm mãn tính kéo dài, thì hepcidin nó sẽ sinh ra và ngăn cơ thể không sử dụng được sắt. Đó là lý do tại sao mà một người có tổng trạng bình thường nhưng cơ thể thường hay suy kiệt. Về cái thứ hai là nói về cái mình phải đọc được cái OCG, mình phải biết được cái khử cực và đọc được cái chuyển đạo D3, chuyển đạo trước vách, chuyển đạo trước tim. Rồi cái thứ ba là nói về cái đọc được cái X quang phổi theo một cái tình tự ABC. Thì đối với một bệnh nhân nữ thì mình còn phải chú ý về cái press ngoài cái pon ra. Và cuối cùng là mình đưa ra được một cái option. Option nó là một cái vấn đề mà của bác sĩ đưa ra, còn cái choice là do bệnh nhân lựa chọn, bác sĩ không được đưa ra cái choice cho bệnh nhân. Em xin hết.